quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và phải nhớ cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian ngày 10 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh tông học viện Quốc Châu tập 275. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 333. Trang 333 Hàng thứ ba Bắt đầu xem từ đoạn giữa Từ câu giáo hành tính chứng Giáo hành tính chứng lại nói Vô di pháp thân Tức là thật tướng Thật tướng tức là pháp tánh Pháp tướng tức là chân như Chân như tức là nhất như Nhưng mà Di đà từ như lai sanh Thị hiện Vô số báo ứng quá thân Chúng ta xem đoạn này trước Vô di pháp thân Chính là thật tướng Pháp thân Là một đại danh từ Chỉ tổng thể không thể nói nó có cũng không thể nói nó không nếu dùng danh từ triết học để nói đó là đại danh từ của bản thể nó có thể sanh ra dạng pháp nó không thuộc về dạng pháp nó năng sanh năng hiện Trong Vô di pháp thân Chúng ta thường nói Cả ba loại hiện tượng đều không có Cho nên chúng ta không thấy được vô di pháp thân Cũng không nghiên cứu đo lường được nó không phải hiện tượng tinh thần cũng không phải hiện tượng vật chất cũng không phải hiện tượng tự nhiên nó tồn tại vĩnh hằng bất diệt thanh tịnh bất nhiệm đại sư quậy năng minh tâm chuyển tánh thấy được ngài thấy được và dùng năm câu nói để hình dung nó miêu tả nó câu thứ nhất vốn tự thanh tịnh tự nhiên vốn thanh tịnh như thế xưa nay chưa từng ô nhiễm câu thứ hai vốn không sanh gì quả thật không có sanh gì sanh gì là hiện tượng dao động hay nói cách khác Trong pháp thân vô gì không có hiện tượng dao động Chúng ta từ câu Thứ tư của Đại sư Huệ Năng Có thể chứng minh Câu thứ ba Ngài nói vốn tự đầy đủ Câu thứ tư nói vốn không dao động Nó là bất động hay nói cách khác Toàn thể vũ trụ đều là hướng động, Là một trạng thái đồng Nhưng vô di pháp thân là trạng thái tỉnh Nó bất đồng Động và tỉnh Không chứa ngại nhau Tỉnh không chứa ngại đồng Động cũng không chứa ngại tỉnh hiện tượng này ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy qua màn hình TV. Tại vì màn hình TV là pháp thân vô gì nó bất động. Màn hình TV nhất định không động, không phải tướng động. Nhưng tướng động trong kênh truyền hình. Là không gián đoạn Từng giây từng phút đều không gián đoạn Hình tướng trên màn hình điện ảnh là Là dao động Tần suốt một giây có 24 lần Tần suốt TV đương nhiên nhanh hơn điện ảnh Hiện nay điện ảnh đã dùng kỹ thuật số So với ngày xưa nhanh hơn nhiều Càng nhanh càng thật Bồ Tát Di Lạc nói với chúng ta Tần suất này Một giây chấn động của nó Là một ngàn sáu trăm triệu lần Tần suất cao như thế Chúng ta không nhìn thấy được Hiện tượng của tần suất này Các nhà khoa học chứng minh cho chúng ta thị cái gọi là hiện tượng vật chất Cũng có nghĩa là nói Mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta có thể cảm nhận Đây đều là hiện tượng vật chất Thanh hương dị xúc Những hiện tượng này từ đâu mà có Toàn là ý niệm Tâm niệm làm cơ sở của chúng Rất nhanh chóng Hiện tướng Do vô số ý niệm tích lũy sanh ra Hiện tướng này chính là Sắc thanh hương dị xúc Bao hàm trong đó Ý có thể giác pháp Pháp là hiện tượng tinh thần Bây giờ chúng ta dần dần hiểu được Câu thứ tư Đại sư Quệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Nói tóm lại Chính là nói tự nó no có vốn đầy đủ Đầy đủ gì? Đầy đủ tất cả Pháp Tất cả Pháp quy nạp thành ba loại trí tuệ, đức năng, tướng tốt Ngày nay giới khoa học Cũng đã Phát hiện Giữa vũ trụ chỉ có ba loại Họ nói là năng lượng, tinh tức, vật chất Trí tuệ Phải chăng giới khoa học Gọi là tinh tức Năng lượng Trong Phật Pháp cũng gọi là năng Vậy là đức Đức năng Hiện tượng vật chất Đó là hoàn toàn tương đồng Cảnh giới tướng của a la gia Hiện tượng vật chất Đại sư Huệ Năng nói vốn tự đầy đủ Chính là những thứ này có thể sanh ra dạng Pháp Nếu dạng Pháp không phải vốn tự đầy đủ Dạng Pháp đâu ra Vốn tự đầy đủ Những Pháp này thật kỳ lạ Vì sao vậy? Vì nó khiến chúng ta sanh ra hiện tượng Hiện tượng này là Vô số Vô lượng Vô tận Không có số lượng Khiến chúng ta sanh ra những hiện tượng này Chúng ta không dễ lý giải Cần phải có một số lượng Dù nhiều cũng có điểm dừng Nó không có biên tế Kỳ đại vô ngoại Kỳ tiểu vô nội Không có biên tế Không tìm thấy biên tế cũng không tìm thấy trung tâm Hiện tượng này Đức Phật dùng một câu nói rõ ràng về nó Gọi là không thể nghĩ bàn Chỉ có chứng mới biết quý vị chưa chứng nói với quý vị nói thế nào cũng không thể lãnh hội được chứng như thế nào buông bỏ là chứng được buông bỏ gì buông bỏ khởi tâm động niệm đầu tiên là nhất niệm bất gia a à là gia xuất hiện vẫn là cách này buông bỏ nhất niệm bất gia buông bỏ là nhất niệm gia nhất niệm gia a là gia không còn a là gia chính là vô vi pháp thần thay đổi rồi hay nói cách khác khi nhất niệm này khởi Tự tánh sẽ mê Mê biến thành A-lại gia A-lại gia tức là tự tánh Tự tánh tức là A-lại gia a là gia trong Pháp Tướng Tông Gọi là chân giọng hòa hợp Chân giọng nhất như Chân giọng không hay Nhưng bên thật là Đại Bác Nhất Bàn Bên giọng là năng sanh vàng, pháp Hình như không giống nhau Nhưng từ tế không hay Vì sao vậy? Vì sanh mà không sanh Không sanh mà sanh Những huyện tướng này quả thật giống như giấc mộng vậy Tướng không thể nói nó không có Nhưng cũng không thể nói nó có hết thể mọi hiện tượng cũng không ngoại lệ. tuyệt đối đừng cho rằng tướng này là thật. lục đạo chúng sanh mê muội mê quá sâu. mê gì chính là coi những hiện tướng này là thật. không biết nó là giả dạ. chúng ta xem tivi xem điện ảnh khi nào thật sự từ xem mà giác ngộ xem mà thấu triệt thấu triệt điều gì ta có thể thưởng thức nó không được khống chế không được chiếm hữu nó không thể có đạt được nó đúng vậy tất cả các hiện tượng trên màn hình Biến quá đa đoan Như tổng kết của Kinh Bát Nhà Tất cả Pháp vô sở hữu Tất cánh không bất khả đăng Từ đây đã thấu triệt giác ngộ Khi quay đầu Chúng ta thấy Sáu càng tiếp xúc với cảnh giới sáu trận Tất cả Pháp này Đức Phật nói Trong Kinh Đại Bát Nhà nói Tất cả pháp này đích thực là Vô sở hữu Có mà không có Không có mà có Tướng có tánh không Sự có lý không Nói thật với quý vị Sự lý đều không Tánh tướng cũng không Tứ khế nhập Vô di pháp thân Theo thuật ngữ Phật giáo Ta chứng được vô di pháp thân Chứng được vô di pháp thân Là diệu giá quả gì Nghĩa là Đã đoạn tận vô thị vô minh Cũng đoạn tận tập khí vô thị vô minh Đoạn vô thị vô minh Tức chứng được Pháp thân Trong kinh giáo nói Phá một phẩm vô minh Chứng một phần Pháp thân 41 phẩm vô minh Đoạn tận 41 phẩm vô minh Chính là diệu giác quả gì Diệu giác quả gì là sự chứng đắc viên mạng 41 vị Bồ Tát là phần chứng. Chứng được từng phần từng phần. Chứng ở đâu? Ở quả thật bằng Không phải lục đạo Cũng không phải trong mười pháp giới Bồ Tát ở quả thật báo Chúng ta gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Thực tướng họ chứng được Không phải cứu cánh viên mạng Quả vị diệu gia mới cứu cánh dương mạng Tùy không viên mạng Họ đã chứng được bốn loại vô ngại Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Lý vô ngại sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Hoàn cảnh sinh hoạt Trong quả thật báo Ở thế giới cực lạ Rốt cuộc là như thế nào Chúng ta có thể lãnh hội được Từ 53 lần tham bái Trong kinh hoa nghiêm Trong 53 lần tham bái miêu tả Chính là tình hình sinh hoạt của Pháp Thân Bồ Tát Năm mươi ba Bồ Tát Tượng trưng bốn mươi phẩm Vô minh Đó là phá tập khí vô minh Sơ trụ Bồ Tát Phá được vô minh 41 phẩm tập khí vô minh Chưa đoạn được phẩm nào Đoạn một phẩm tập khí Họ nâng cao lên một bậc Sơ trụ họ nâng cao lên nhị trụ Đoạn thêm một phẩm họ lên tam trụ Nếu đoạn được mười phẩm Họ từ thập trụ lên đến thập hành Đoạn thêm mười phẩm Từ thập hành lên đến thập hồi hướng tiếp tục đoạn thêm 10 phẩm họ lên đến thập địa đoạn thêm 10 phẩm nữa họ chính là đẳng giác bồ tát đẳng giác bồ tát lưu lại là sau cùng một phẩm cuối cùng tập khí rất nhẹ nếu đoạn tận tập khí còn lại này họ là dịu giác gì Lúc này Cõi thật báo trang nghiêm không còn Như trong kinh bát nhã nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Hoàn toàn tương hợp Quái thật báo có tướng Đoạn tận tập khí vô thị vô minh Tướng không còn Do đây có thể biết Cõi thật báo trang nghiêm từ đâu mà có Là do tập khí vô thị vô mình mà hiện ra Vô mình không còn Nghĩa là không còn khởi tâm động niệm Họ vẫn còn tập khí khởi tâm động niệm Trong đời này chúng ta Học tập Đại Thừa Tuy không khai ngộ đây là giải ngộ Trong kinh điển Đức Thế Tôn giảng giải Nói rõ Chúng ta có thể nghe hiểu Có thể lãnh hội được Có thể khẳng định Không hoài nghi Điều này thật khó được Nó giúp ta điều gì Giúp ta buông bỏ Nếu ta không hiểu chân tướng sự thật Rất khó buông bỏ Hiểu rõ chân tướng sự thật Mới biết những thứ này là giả Không phải thật Đừng cho là thật Coi nó là thật là một sai lầm quá lớn Cho nó là thật tức còn trôi lăn trong luân hồi Không xem nó là thật Có thể buông bỏ Có thể sanh về thế giới cực lạc Chúng ta niệm Phật tu tịnh độ, cầu giảng sanh phía giới cực lạc, rốt cuộc giảng sanh được không? Vấn đề không phải do Phật A-di-đà. Bên ngài không có vấn đề gì. Vấn đề là ở bản thân chúng ta. Đặc biệt là pháp môn này gọi là đối nghiệp giảng sanh. Điều này giúp ích rất lớn cho chúng ta Phiền não dễ đoạn Tập khí khó đoạn Khi chưa học Phật ăn thịt Khi học Phật rồi không ăn thịt Nhưng đôi lúc cũng nghĩ đến Đó chính là tập khí Ý niệm vẫn còn Ý niệm đều đoạn tận Thấy mà không thấy Như vậy mới đoạn tận hoàn toàn Quý vị tự nghĩ xem Tài sắc danh thực thủy Ta có bao nhiêu tập khí Tập khí đó nặng chừng nào công phu thật sự là gì làm cho tập khí ngày càng nhẹ hơn mỗi năm một nhẹ hơn đến khi có một chút vững chắc đó là lúc nào lúc tập khí không còn khởi hiện hành dù bày ra trước mặt cũng không sao Đây là nhìn thấu Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Nhất định bất khả đắc Trong bất kỳ cảnh duyên nào Đều tâm bình khí hòa trí tuệ tự nhiên không sanh phiền não phiền não là sanh khởi trí tuệ không phải sanh khởi vốn là trí tuệ nếu trí tuệ sanh khởi sự sanh khởi đó lại biến thành phiền não đó không phải trí tuệ chân thật trí tuệ chân thật không cần sanh bản thân nó chính là trí tuệ toàn thể vũ trụ là trí tuệ Muốn sự muốn vật đều là trí tuệ Làm sao biết Hiện nay các nhà khoa học nói rằng Tin tức là tự nhiên Không phải tạo ra vốn đã có Thật ra khi tự tánh chưa khởi tác dụng là kiến văn giá trị có. Khi mê thì sao? Khi mê biến thành thọ tưởng hành thức. Không mê là kiến văn giá trị. Kiến văn giá trị rất rõ ràng, minh bạch. Không có lấy hay bỏ Không có khởi tâm động niệm Tự nhiên như thế Thọ tưởng hành thức là khởi tâm động niệm Sai biệt là ở đây Đây là sự sai biệt giữa mê và ngộ Là sự sai biệt giữa trí tuệ và phiền não Chúng ta thấy càng rõ ràng Mới có thể buông bỏ thật sự Sau khi buông bỏ, bỏ được tự tại Tùy duyên Tùy duyên diệu dụng Diệu dụng nghĩa là không chấp trước Đây là thật tướng các Pháp Thật tướng các Pháp chính là Pháp Tánh tánh đều từ thể mà nói trong triết học là từ bản thể mà nói thể tánh của tất cả pháp tất cả pháp là hiện tượng thể tánh của nó là vô di phát thân là thật tướng Chân tướng của dạng Pháp Cũng gọi là Pháp tánh Pháp tánh tức là chân như Pháp tánh thường nối liền với chân như Pháp tánh chính là chân như Chân như chính là Pháp tánh hai chữ chân như đem pháp tánh và pháp tướng thậm chí là khởi dụng của pháp đều bao hàm hết trong đó thể tướng dụng tướng như thể của nó dụng như tướng của nó thể tướng dụng nhất như Thể tướng dụng không thể tách rời Bên dưới nói về nhất như Chân như tức là nhất như Đây là nói đến dùng Di đà từ như lai sanh Như lai là tự tánh Như lai nghĩa là vô di phát thân Di đà từ tự tánh sanh ra Thị hiện báo ứng quá vô số thân Giới thiệu cho chúng ta biết Phật A di đà từ đâu mà có Phật A di đà từ tự tánh sanh ra Nghĩa là tự tánh hiện Ngài hiện báo thân Ở cõi thật ba Hiện ứng quá thân Trong mười pháp giới Ứng đây là gì? Ứng là chúng sanh có cảm Báo thân Phật liền có ứng Cảm thời gian dài Là ứng thân Sự thị hiện này Không khác người nhân gian Cũng đầu thai Cũng sanh ra Gọi là bát tướng thành đạo Đây gọi là ứng thân Quá thân là Đột nhiên ta nhìn thấy họ Họ giúp chúng ta làm xong việc biến mất Có tìm cũng không thấy Không biết họ đi đâu Đây là quá thân Như hòa thượng hư dân Từ phương Nam Đến ngũ đài sơn Ngày đi như thế nào Ba bước một lại quý vị tự nghĩ xem một ngày ngày đi được mấy dặm đường ba bước một lạy lạy ba năm mới đến ngủ đài sương thời gian ba năm dài như thế không tránh khỏi bệnh hoạn đặc biệt là đến những nơi hẻo lánh xung quanh không có người Lúc này sanh bệnh thì sao? Ngài cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Phật Bồ Tát thật sự cũng chăm sóc ngài. Sự thị hiện này là giáo hóa chúng sanh. vậy gì giáo hóa chúng sanh cung kính đối với phật bồ tát tâm cung kính có thể cầu được phật pháp không có tâm cung kính phật bồ tát đến truyền pháp cho ta cũng không đạt được lợi ích vì ta không có tâm cung kính pháp thế suốt thế gian đều cầu được từ trong sự cung kính dạy kính dùng phương pháp này dạy mọi người tôn sư trọng đạo chúng ta phải hiểu được khổ tâm của ngài khi sanh bệnh gặp được một người ăn xin chăm sóc ngài chăm sóc suốt mười mấy ngày đến khi ngài lành bệnh Người ăn xin này cũng rất đáng nể Ra bên ngoài xin được ít thức ăn Đem về cho ngài ăn Vào trong núi tìm ít cỏ Trị bệnh cho ngài Khi lành bệnh Ngài hỏi người ăn xin Ông tên gì? Nhà ở đâu? ông ta nói tên ông ta là văn kiết văn trong từ văn chương kiết trong từ kiết lợi ông tên là văn Kiết ở trên núi ngũ đài thầy đến ngũ đài sơn mọi người đều biết tôi ông ta ra đi đến nơi khác xin ăn không thấy nữa hòa thượng tiếp tục Ta bộ nhân bay Đại khái lại thêm hơn một năm nữa Trên đường lại xoan bệnh Lần này cũng gặp ông ta Hai lần Hai lần trên đường mang bệnh nặng Đều là ông ta giúp đỡ Cho nên Hòa Thượng cảm ơn Đến ngũ Đài Sơn hỏi thăm Mọi người có biết Có người ăn xin tên Giang Kiết Mọi người nói với Hòa Thượng đó là Bồ Tát Văn Thù Quá thân Khi cần Ngài lập tức đến Làm xong việc Ngài ra đi Không thấy nữa Cảm ứng không thể nghĩ bạn Quá thân này Quý vị xem đến chăm sóc Hòa Thượng Mười mấy ngày Chăm sóc đến khi lành bệnh Có thể đi tiếp mới đi Trong niên phổ của Hòa Thượng Hư Dân Có ghi chép câu chuyện này Là quá thân Tôi từng gặp một lần Thời kỳ kháng chiến Tôi học ở Quý Châu Lúc đó là trường trung học quốc lập đệ tam Hiện nay là trường trung học đồng nhân đệ nhất quý châu Là trường cũ của chúng tôi Vợ của hiệu trưởng Chu Ban Đạo Sư mẫu của chúng tôi Sau khi kháng chiến thắng lợi Trường học dạy tán Giao cho tỉnh Quý Châu Do chính phủ địa phương chịu trách nhiệm Chúng tôi đều rời trường học trở về nhà Đều là học sinh lưu dâm Gia đình hiệu trưởng ở tại Nam Kinh Nhà của thầy ở Nam Kinh tôi có đến khu vườn rất lớn đúng là sân giường thanh văn qua khỏi cửa lớn là sân giường qua cửa thứ hai là giếng trời như tứ hợp diện vậy giếng trời qua cửa thứ ba mới đến nhà ở của thầy. Phải thông qua ba lớp cửa, đi một đoạn đường rất dài. Sư mẫu nói với chúng tôi, một hôm bà ở trong nhà, có vị hòa thượng vào trong nhà quá duyên. Bà hỏi ông từ đầu đến Từ cửa qua sân đến Hỏi ông cần gì Cần năm cân dầu thơm Bà không cho Lúc đó chưa tin Phật Sư mẫu là một người rất tốt Rất từ bi Có lòng yêu thương Yêu thương chăm sóc học trò Hơn cả con cái mình Ở trong trường nhiều năm như thế Bà chăm sóc học sinh rất chu đáo Con cái không quan tâm bằng Học sinh đứng đầu Bởi vì học sinh chúng tôi đối với sư mẫu Giống như đối với mẹ của mình vậy Đối với hiệu trưởng như đối với cha Tình cảm rất thâm sâu sư mẫu không cúm giường ông năm cân dầu thơm không cúm giường vị hòa thượng liền ra đi sau khi hòa thượng đi rồi bà đột nhiên nghĩ lại bà nói kỳ lạ thật sao hòa thượng vào được nhà này có ba lớp cửa cửa lớn không mở khi đi cửa cũng không mở sau không thấy người đâu suốt bao nhiêu năm không giải đáp được mối hoài nghi này sau khi đến đài loan đều ở tại đài trung Thầy Lý giảng kinh tại Đài Loan Rồi quen biết từ đó Bà thỉnh giáo thầy Lý Kể lại câu chuyện này Thầy Lý nói vị hòa thượng đó là quá thân của Bồ Tát Địa Tạng Bà rất hối hận vì không cúng dường Năm cơn dầu thơm cho ngài Đây là quá thân Quý vị xem quá thân này nói cho ta biết đến đi không có dấu tích không gõ cửa nhà quý vị khi đến ba lớp cửa không mở ngài đến bằng cách nào khi đi cả ba lớp cửa cũng không mở ngài đi bằng cách nào mà khi gặp mặt nói chuyện thời gian cũng khá lâu tuyệt đối không phải ảo giác Giang ký quá thân đến mười mấy ngày Quá thân của Bồ Tát Địa Tạng Chưa đến nửa tiếng Bồ Tát Địa Tạng là đẳng giác Bồ Tát Đương nhiên trú trong quả thật báo trang nghiệm Có nhân duyên với vợ thầy chu cho nên ngài có cảm ứng từ đó về sau mỗi ngày bà tụng một bộ kinh địa tạng tâm địa thanh tịnh nhất tâm niệm phật Bà trì nước đại bi rất có cảm ứng Ở Đài Loan rất nhiều người biết Nước đại bi của bà có thể trị lan bền Bà niệm Phật giảng sanh Sau khi giảng sanh quả thiêu có hơn 300 viên xá lợi đây là cư sĩ tại gia Phật không thể nghĩ bàn Lúc đó chúng tôi chưa gặp Phật Pháp Không tin Nghe bà kể giống như nghe chuyện thần thoại vậy Nhưng chúng tôi biết Thầy và sư mẫu Đều là người chân thật Tuyệt đối không có giọng ngữ chỉ cảm thấy điều này rất hy hữu Không cách nào Không thể giải thích được Thật có việc này Không thể giải thích được về sao học Phật mới hiểu Cho nên Báo ứng quá vô số thân Là tự tánh biến hiện ra Nói vô gì pháp thân biến hiện ra cũng được Nói thật tướng và pháp tánh biến hiện ra cũng được Danh từ thuật ngữ không giống nhau Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Cho nên biết trí tuệ chân thật Tức là chân như Đặc biệt là Báo thân Ứng quá thân đây là có cảm ứng bây giờ nói chúng ta đến thế giới này chúng ta mê mê trong lục đạo trong lục đạo xã thân thọ thân là do nguyên nhân gì vẫn là do cảm ứng chúng ta có nhân duyên với cha mẹ không có nhân duyên không có cảm ứng có duyên liền có cảm ứng Đức Phật nói có bốn loại nhân duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Quá khứ không biết đời nào. Kết bốn loại nhân duyên này với quý vị. Đến báo ân, làm con hiền cháu thảo. Không cần yêu cầu, họ tự nhiên hiếu thuận, vì sao vậy? Vì trong đời quá khứ quý vị tốt với họ. Đời này đến báo đáp, Đứa trẻ này rất dễ dạy Rất nghe lời Rất hiếu thuận Nếu là bảo oán Đứa trẻ này cũng rất lanh lợi Thông minh, dễ thương Nhưng không biết nghe lời Luôn làm trái ý mình Nếu dùng ân trọng đối đại chúng Sự oán hận của chúng quá giải được đôi chút còn như hung dữ với chung Không biết cách dạy dỗ Vậy thì rất rắc rối Chúng ghi hận trong lòng Dũng đã có oán hận Bây giờ đối với chúng không tốt Lại càng thêm oán hận Sẽ khiến cho quý vị người mất nhà tan Họ đến để báo oán Ta nợ họ của cải dù sau này kiếm nhiều tiền đến mấy Đều là của họ Họ chăm sóc quý vị Đem đến cho quý vị Đời sống vật chất Rất đơn giản, rất ít Chỉ đủ sống là được Quý vị có thể ăn no, mặc ấm Thêm căn nhà để che mưa, che nắng là đủ Không có tâm cung kính đây là gì họ đến đòi nợ là con quỷ đòi nợ nếu nợ không nhiều lắm ba tuổi năm tuổi là họ ra đi chết yếu nợ đòi xong Nợ nhiều quá Nuôi chúng đến tốt nghiệp đại học Lấy được học vị tiến sĩ thì ra đi Họ chưa kiếm tiền nuôi quý vị Vừa trả hết thù họ ra đi Trả nợ Khi họ đến tôi vừa nói là trả nợ Họ có thể nuôi dưỡng quý vị Nếu nợ nhiều Họ chăm sóc cuộc sống của quý vị rất chu đáo nhưng không có lòng hiếu thảo Không có lòng cung kính Nếu nợ ít Họ chăm sóc quý vị như người ở trong nhà vậy Chúng tôi từng thấy trường hợp này Con trai làm chức lớn Có địa vị Cha mẹ không ở cùng ở một ngôi nhà nhỏ khác có một người ở chăm sóc họ cuộc sống rất đơn giản giống như đối với người nhà mình vậy một tháng cung cấp cho họ một ít tiền sinh hoạt rất khổ do đó báo ưng báo oán đòi nợ trả nợ chính là bốn mối quan hệ này cha mẹ là mối quan hệ này anh em chị em cũng là mối quan hệ này thân thích bằng hữu cũng là mối quan hệ này hiểu rõ đạo lý này đây là nhân duyên trong lục đạo là cảm và ứng trong lục đạo khi hiểu rõ ràng phải dùng tâm chân thành tâm nhân hậu đối đãi người khác nhân hậu với người khác chính là nhân hậu với mình không có gì thiệt thòi cả ta có thể quên mình vì người thì đời nay hoặc kiếp sau sẽ có người xả thân vì mình quả báo mà Bởi thì Chúng ta khởi tâm động niệm Trong tâm phải có cảnh giác Ta khởi tâm gì nói những gì Đối đãi người khác như thế nào Biết rằng tương lai Người ta đối đãi với mình cũng như vậy Không sai chút nào Sau khi học Phật không giống trước Nhờ oai thần của Phật Pháp Giá trị Bản thân tinh tấn Tu học Thay đổi tất cả những vấn đề về báo ân bảo oán Thay đổi như thế nào Làm bạn đồng tu Chúng ta đều là đồng học Quá giải tất cả những chuyện trước đây Quá dạy chấm dứt mọi thứ Nhất tâm nhất ý cùng nhau Đồng tâm đồng đức Tu hành Mục đích là gì? Mục đích là không tiếp tục trôi lăng trong luân hồi lục đạo Cho nên con cái còn trẻ Nếu hiểu rõ phát tâm xuất gia Cha mẹ quan hỷ Biết như thế nào Một đứa con thành thật Chính đời sanh lên quái trời Trong nhà mình có một người tu hành thành tựu Quý vị xem trong kinh địa tạng Bà La Môn Nữ Cô gái quan một tu hành thành tựu Gia thân quyến thuộc đều được lợi ích Tuy mẹ tạo tội đọa địa ngục Vừa nghe nói là mẹ của Bồ Tát Lập tức đưa bà đến trời đau lần. Điều này chứng minh Câu ngạn ngữ nói một người con thành phật chính họ sanh thiên quan mục thấy mẹ sanh lên quái trời đau lợi tổ phụ mẫu tăng tổ phụ mẫu cao tổ phụ mẫu lên trên chính đời đều hưởng được lợi ích phước báo này lớn biết bao đây là phước báo chân thật không phải nhân gian nhân gian phước báo là giả rất ngắn ngồi Mà mình không có phước báo để hưởng phước này Tai họa lập tức đến Vì thì không phải phước báo của mình Ngày xưa người đọc sách tuyệt đối không dám nhận Vô duyên vô cứ Mời họ đi làm quan Cho cửa cải Họ không dám vì sao vậy trong lòng tự bi Vô công hưởng lòng Đằng sau chắc chắn có quả hoàng Không phải bệnh nặng Thì cũng gặp tai họa bất ngờ Vậy họ cần để làm gì Người có học Người hiểu đạo lý Suốt đời chỉ cầu bình an mà thôi Bình an chính là phước Gia đình sung dậy Xóm làng hòa thuận Đó là hạnh phúc thật sự Quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Gia đình như vậy mỹ mãn biết nhường nào Họ không cầu địa vị Hư dinh cao không ngưỡng mộ những thứ đó Của cái đều không để ở trong tâm Chỉ cần ngày ngày ăn no mặc ấm An cư lạc nghiệp Đây là hiện tượng của Thái Bình Thạnh Thế chúng ta học phật càng hiểu rõ những điều này người học phật không những không lạc vi mà còn biết tiết kiệm suốt đời sống có quy củ phật dạy hàng đệ tử bốn giới trọng trước đây khi thầy giảng kim thường nhắc nhở chúng tôi không làm quốc tạc không hủy bán quốc chủ không làm quốc tạc nghĩa là tuyệt đối không được làm điều tổn hại đến quốc gia tổn hại đến xã hội đại chúng không hủy bán quốc chủ quốc chủ ngày nay gọi là người lãnh đạo người lãnh đạo từ trung ương đến các giai cấp tỉnh quyền xã thôn trưởng thôn của một thôn là quốc chủ quốc chủ là người lãnh đạo các đơn vị Hành chính Dù họ làm không tốt Dù họ làm việc sai Cũng không được quỷ bán họ Đây là đệ tử Phật Họ làm sai Tự nhiên của quốc pháp trừng phạt họ Đệ tử Phật quỷ bán là phạm giới Phật Pháp từ bi di bội, Phương tiện di môn Phải nhớ điều này Bất kỳ ai có sai lầm Đều không được hủy bán Nuôi dưỡng điều gì Nuôi dưỡng nhân đạo của mình Có thể khuyên người khác Khuyên người khác phải biết lễ nghĩa Không được có mặt người thứ ba quý vị có thể khuyên người chúng ta thường nói phải giữ thể diện cho đối phương như vậy đối phương sẽ cảm kích nếu phê bình họ trước đại chúng đó là kết oán thù oán thù này kết thù thì dễ quá dại rất khó Ngôn ngữ còn không được Làm sao có thể có hành vi Hai giới nặng khác Không trốn thuế quốc gia Dân nộp thuế cho quốc gia là nghĩa vụ cần nộp bao nhiêu thì phải nộp bấy nhiêu không được trốn thuế trốn thuế là phạm giới trộm cắp đây là trộm của quốc gia tội này rất nặng nề sao ta có thể trộm tài sản quốc gia thứ tư không phạm quốc chế quốc chế là luật pháp của quốc gia tuyệt đối không được phạm pháp đệ tử Phật chân chánh phải biết quân thủ cuộc sống dù nghèo dù khổ đến đâu cũng không được phạm giới nhất định tuân giữ Giáo giới của Như Lai Cải thiện đời sống của mình Đức Phật nói Muốn có tài sản Thì tu bố thí Bố thí của cải được của cải Bố thí Pháp được thông minh trí tuệ Bố thí vô ý được mạnh khỏe sống lâu Quý vị cần ba thứ này đều có thể đạt được Đức Phật đã dạy chúng ta như vậy Rất có hiệu quả Khi tôi mới học Phật Trước khi chưa xuất gia Đại sư chương gia dạy tôi Suốt đời y giáo phụng hành Cả ba quả báo đều đạt được Ba loại quả báo này của tôi không phải trời xanh Lúc trẻ xem tướng bói toán Tôi cũng trải qua rất nhiều Mọi người đều nói gần giống nhau Người có số khổ Số không có của cải Thọ mạng ngắn Sống không quá 45 tuổi la thờ không phải giảm Tôi học Phật, đại sư Chương Gia dạy những điều này, tôi đều y giáo phụng hành, siêng năng nỗ lực thực hành. Vì tôi biết thỏa mãn của mình không dại. Tôi biết điều này không phải là mê tín, là mấy đời trong gia đình tôi. Trước tổ phụ thì không biết. Tổ phụ tôi 45 tuổi ra đi. Bác là anh của ba tôi cũng 45 tuổi chết Ba tôi cũng 45 tuổi chết Trong gia đình tôi thấy ba người này chết năm 45 tuổi Cho nên người ta nói tôi sống không quá 45 tuổi Tôi rất tin chắc là di truyền Đại sư chương gia dạy tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thầy Lý khuyên tôi học giảng kinh dạy học Đến sau này tôi mới hiểu Trong số đồng học Ít nhất có 6-7 người Bao gồm cả tôi trong đó Tướng rất hiểu mình Nghĩa là đoạn mềm Thầy tuổi tác lớn trải nghiệm nhiều Khi theo thầy học Tôi 31 tuổi Thầy 70 tuổi Lớn hơn tôi 39 tuổi Thuộc hàng Tổ Phụ Thầy thường nói Người có tướng đoạn mềm Phát tâm ra giảng kinh Phước báo giảng kinh lớn nhân Họ được tam bảo gia trị Bất luận là công đức gì Không có công đức nào lớn hơn công đức giảng kinh Vì giảng kinh là gì? Đầy đủ cả ba loại bố thí Thứ nhất là tài bố thí Thân thể là tài Bố thí nội tài Tôi dùng thân thể mình Dùng sức lực mình Dùng tinh thần của mình Dùng trí tuệ của mình Quý vị thấy bố thí rất nhiều thứ Bố thí cho thính chúng Đây là tài bố thí Được giàu có Giảng kinh Kinh là Phật Pháp Bản thân phải siêng năng chuẩn bị Còn phải nỗ lực học tập Không học không nói được gì siêng năng học tập nỗ lực dạy học dạy học lâu dài khai trí tuệ trong này tự nhiên bao gồm bố thí vô úy phật phá đem đến cho chúng ta trí tuệ chân thực, lợi ích chân thật chân thật rút ráo Khiến ta hiểu thấu đáo về cuộc nhân sinh này Nói với chúng ta Phật Pháp nói với chúng ta lời chân thật Không có sanh tử Đối với vấn đề sanh tử ta không sợ hãi Không còn kinh sợ Đây là bố thí vô ủy Tiếp xúc tịnh độ lại càng tuyệt vời Tịnh độ là gì? Tịnh độ là vô lượng họ. Bây giờ chúng ta học tịnh độ, tức đang đi trên con đường vô lượng họ. Giảng sanh thế giới cực lạ, không phải chết rồi mới đến. Phải biết điều này. Chết rồi mới đến. Điều này không đáng tin lắm. Bình quân không nhiều Có người sau khi chết Đa phần đều đi vào lục đạo Trung ấm được đồ Nhưng rất ít Thứ nhất Bản thân phải có nhân Nhân nghĩa là đời trước từng tu tập pháp môn này có nhân duyên sâu sắc với pháp môn này ta cũng thật sự muốn giảng sanh khi lâm mạng chung vẫn còn dương mắt không buông bỏ vậy là không đi được lại trôi lăn trong luân hồi. lần này gặp được hiểu rõ ràng thông su khi ở trung ấm trung ấm rất khổ bản thân cũng thưởng thức được buông bỏ triệt đẹp có một số người siêu độ Hồi hướng cho mình Ta thật sự tiếp thu Thật sự tham dự Có thể được độ Điều này không phải ai cũng làm được Người thật sự giảng sanh Khi lâm mạng chung thấy được Phật Khi làm chung họ không mê hoặc Nói với mọi người Tôi thấy Phật A-di-đà đến Người khác không thấy Phật đến tiếp dẫn tôi Đi theo Phật có những ai Có người quen Cũng có người không quen Cùng đi với Phật đến tiếp dẫn Đây là thật không phải giả dạ. hiện tượng này nói cho chư vị biết mỗi người đều có thể làm được chỉ cần chúng ta không còn lưu luyến đối với thế gian này điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì nếu còn chút tham luyện đối với thế gian này vậy là không đi được Đối với thế gian này không có gì đáng để chúng ta tham luyện Bao gồm cả Phật Pháp Cũng không được tham luyện Trong cuộc sống hàng ngày Nhất định phải học Bồ Tát Làm mà không làm, không làm mà làm Trong 24 tiếng đồng hồ giữ được tâm thanh tịnh của mình Đừng để nhiễm ô Mới chắc chắn được dạng sanh Phật dạy chúng ta tùy duyên Tùy duyên diệu dụng Đừng phan duyên Nhân duyên chưa thuần thuộc Tuyệt đối không được miệng cường Nhân duyên thuần thuộc Thuận theo tự nhiên Không hề có ý của riêng mình Ngày nay Công đức Hoàng Pháp Giảng kinh dạy học Đều lớn hơn So với bất kỳ thời đại nào Trong quá khứ Vì sao vậy? Vì ngày xưa là thời đại Thái Bình Nhân tâm quân hậu Cuộc sống đều rất hạnh phúc Xã hội an định thiên hạ Thái Bình Đều hiểu biết luân lý đạo đức Người giảng kinh dạy học nhiều Lại rất phổ biến Không hiếm Hay nói cách khác Có mình cũng được Không có mình cũng không sao Bây giờ không có có một người đều rất quý. Nói không được hay không hay cũng rất quý. Không có người giảng. Ngày xưa người giảng kinh dạy học rất nhiều, chư Phật Bồ Tát đều phải quan tâm. Bận rộn vô cùng, ngày nay chỉ có một người tất cả chư Phật Bồ Tát đều tập trung vào quý vị. đều đến phù hộ ừ. gia trì quý vị. Người giống như tâm này, tâm giống như lý này. Đạo lý này không khó hiểu. Ngày nay chúng ta đi theo con đường này phục vụ ai? Vì chánh pháp cửu trụ. Vì chánh pháp cửu trụ chính là phục vụ cho tất cả chư Phật Như Lai. Ai ủng hộ chúng ta, chư Phật như lai ủng hộ chúng ta, phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Trên báo ơn phật, dưới tế độ chúng sanh. làm sao để mở rộng việc giảng kênh dạy học có hiệu quả may mắn vào thời đại này các nhà khoa học phát minh những công cụ này nếu chúng ta dùng nó như mạng internet truyền hình vệ tinh cd vcd rất tiện lợi lưu thông với số lượng lớn không cần đến đạo tràng thật sự muốn học trên mạng internet trong cd trên truyền hình vệ tinh đều có thể học được đều có thể thành vô thượng đạo không nhất định phải ở trước mặt ở trước mặt trái lại khó khăn vì sao vậy vì họ phát sinh tình chấp không phải rất phiền phức ư ừ. trong tivi rất tốt tắt tivi là hết không còn nữa mở ra liền xuất hiện quý vị xem giống như quá thân vậy tôi biết có rất nhiều người nói với tôi thật sự học hành có thành tựu đến nay chúng ta vẫn không biết không thông qua tin tức thật sự thành tựu dùng phương pháp này quản độ chúng sanh bất luận hiện tại bất kể trên tv hay trên mạng internet Chúng ta đều đi về một phương hướng là thế giới cực lạ Một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Không còn lưu luyến thế gian này Khi nào đi cũng được Quý vị muốn hỏi tôi khi nào giảng sanh Tôi không biết quả thật tôi không biết. Trước đây thầy dạy tôi khuyên bảo tôi chỉ cần con phát tâm siêng năng học tập hoằng pháp lợi sanh. Đời này Phật Bồ Tát đã sắp xếp hết cho con. Vì thế khi nào tôi đi Phật Bồ Tát đi. Khi nào đi các ngày đến kịp đoàn. Nếu cần tôi ở thêm vài ngày, tôi ngoan ngoãn ở lại thêm vài ngày, không có gì gấp gáp. Phật Bồ Tát sắp xếp sẵn, bản thân không cần lo lắng. Tâm an lý đắc, hiểu rõ đạo lý này tâm sẽ an định. Nơi nào nhân viên thuần thuộc thì đến nơi đó Đừng miễn cưỡng Chúng ta gọi đây là thị hiện Di đà thị hiện báo ứng quá vô số thân Cho nên biết trí tuệ chân thật tức chân như Thật tướng tự tánh Phật tánh Tự tánh thanh tịnh tâm Tất cả Đều giải thích là Chiếu dụng lý thể Chiếu dụng là cảm ứng Chúng sanh có cả Phật quan liền chiếu soi Phật quan chiếu soi Nhất định Cảm ứng diễn tiền Ở trước chúng ta đã học về cảm ứng Trong kinh điển Đại Thừa Rồi có bốn loại lớn như ở trước chúng ta đã nói Hòa Thượng Hư Dân Gặp Bồ Tát văn Thù Hiện thân làm người ăn xin Tên là Giang Kiết Vợ của Thầy Chu Gặp Bồ Tát Địa Tạng vị tỳ kheo trên cử hoa sơn họ có thể hiện thân đây là hiển hiển ứng hiển cảm hiện ứng loại thứ hai là minh cảm hiện ứng Hòa Thượng Hư Dân là hiển cảm hiện ứng Ngài bị bệnh Không có ai chăm sóc Đây là hiển cảm hiện ứng Chú Sư Mẫu gặp Bồ Tát Địa Tạng Bà không có cầu Đây là minh cảm hiện ứng Bà với Bồ Tát Địa Tạng Nhất định có nhân duyên rất sâu dày Đến một lúc nào đó Bồ Tát sẽ hiện hình Minh cảm hiện ứng Còn có Hiển cảm minh ứng Minh cảm minh ứng Vấn đề này rất nhiều Có ứng thật Nhưng chúng ta không cảm nhận được Hình như làm gì tất cả đều rất thuận lợi vốn là không thể Sau này lại rất thuận lợi Phật Bồ Tát âm thầm giúp chúng ta Cảm ứng có bốn loại lớn Trong tâm chúng ta có cầu Phật gia hộ Mọi việc rất thuận lợi Đây là hiển cảm minh ứng Còn như không cầu Phật Bồ Tát Gặp vấn đề hình như rất khó khăn Nhưng vượt qua dễ dàng Là minh cảm minh ứng Đây là Lý thể, lý thể tức là tự tánh thanh tịnh tâm. Lý thể chính là chân như, là trí tuệ chân thật. Đây là chiếu dụng. Nói tóm lại, minh tâm kiến tánh là bản thể sáng suốt. Thấu triệt điều này, câu này rất quan trọng. Thấu triệt điều này, An trụ như như Thấu triệt không đạt lý này Tâm họ an định Tâm không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Nghĩa là nói Không có cách nào dụ dẫn Thức tình ngũ dục của chúng ta phát khởi ra Vì tâm ta an định nếu không có công phu này Khởi lên một chút sóng gió Thất tình ngũ dục lập tức phát tác Thuận theo tâm mình quan hỷ không thể tả hết Không thuận tâm mình Lập tức Nổi sân si làm sao có thể trong thuận cảnh gặp thuận cảnh và thiện duyên đều như như bất đồng tổn thương nghiêm trọng vẫn như như bất đồng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm nhẫn nhục tiên nhân Bị vua ca lợi các thân thể Không động tâm An trú như như Ai được lợi ích Nhẫn nhục tiên nhân được lợi ích Thân thể bị giết Linh tánh được nâng cao Ngài nâng cao đến cảnh giới Phật Giống như khảo hạch vậy Ngài khảo hạch được thông qua đạt điểm tối đa Thuận cảnh hay nghẹt cảnh đều đang thử thách chúng ta Khi gặp thuận cảnh tâm sanh tham luyến quan hệ Coi như xong Không đạt tiêu chuẩn Nghẹt cảnh hiện tiền Khởi tâm sân hận cũng xong vậy là nhất niệm sân tâm khởi bát dạng chướng môn khai lập tức đọa lạc bởi vậy hủy bán cũng được sỉ nhục cũng được dù tổn thương thế nào đi nữa ta đều như như bất đồng đối phương tạo nghiệp rất nặng Đối với một người tốt Thiện nhân Người có tu hành Cần phải tôn trọng Đó là tu phước Nếu không lễ phép với họ Là tạo tội nghiệp Cứ tội nghiệp Có hai cách Loại kết tội thứ nhất là tánh tội Ta không nên làm như vậy Làm như vậy là có tội Loại kết tội thứ hai là gì Là để người khác nhìn thấy Khiến họ không tin chánh pháp Không tin người tu Như vậy là đoạn thiện căn của người Đoạn quậy mạng của người Kết tội từ đây Nếu là một người học Phật càng không nên Vì sao vậy? Khi người ta thấy quý vị có hành động đó Nghĩ rằng người học Phật là như vậy Không cần học nữa, đừng học theo Chặt đứt ý niệm học Phật của người ta Đây là đoạn tuệ mạng của người Cần phải có trách nhiệm Thị hiện của nhẫn nhục tiên nhân Khiến người ta nhìn thấy Người tu hành chân chánh Quý vị xem Chúng ta không làm được Ngài làm được Không hề oán hận Không hề sân hận Từ bi đến như thế Cho nên kết tội trên mọi phương diện Chúng ta thấy xã hội ngày nay Quý vị quan sát Tương tận trên thế giới Hiện nay họ khởi ý niệm gì Khởi tâm động niệm là gì Ngôn ngữ của họ ra sao Tạo tác của họ như thế nào Kim địa tạng nói rằng Không có gì không phải tạo nghiệp Không có gì không phải tội lỗi Như vậy mới biết Họ đáng thương biết bao tiền đồ của họ là ba đường a quả là đáng thương đúng là khổ sao ta có thể oán hận họ vì sao họ làm như vậy vì mê hoặc mê đắm trong thất tình ngũ dục mê quá sâu nặng chúng ta phải hiểu đạo lý này nhìn thấu xem nhẹ thức hình ngũ dục công phu này rất khá nếu không có thời gian học tập lâu dài họ không làm được mà học tập đáng quý nhất là không được gián đoạn một ngày nỗ lực mười ngày giải đại nó không khởi tác dụng Xã hội này là một bể nhuộm lớn Bể nhuộm rất nghiêm trọng Mình có thể không bị nó ảnh hưởng chăng? Khiến chúng ta nghĩ đến phương pháp dạy học của cổ nhân Nhất môn thâm nhập trường thời quân tư Tám chữ này có thể cứu người thế gian hiện nay cho dù học Phật Cũng không được học tạc Cũng không được học nhiều Học nhiều dễ phân tâm Tâm không chuyên nhất Không chuyên nhất Dễ bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng Nhất định phải thâm nhập Nhất định phải chuyên Chính là ở đây nói Thấu triệt Nếu không thâm nhập Sao có thể thấu triệt Học 10 bộ kinh muốn thấu triệt Không bằng học một bộ kinh mà thấu triệt Một bộ kinh dễ thấu triệt 10 bộ kinh không dễ thấu triệt Vì sao vậy? Vì bị phân tâm không đủ tinh chuyên huống gì hiện nay sức mạnh chúng ta rất yếu kém không kiên cường dùng vào một môn để thấu triệt có chút hy vọng ba môn bốn môn năm môn sáu môn không hy vọng học như vậy là sao chỉ học được cái vỏ bên ngoài không mang đến lợi ích vì sao vậy là không có lợi ích vì không chống cự nổi sự ô nhiễm bên ngoài Đúng là không hữu ích Gặp việc xứng tâm vừa ý con khởi tâm tham luyến Gặp chuyện không như ý con khởi tâm sân nhuế Đúng là không hữu ích Hữu ích là có thể hàng phục được phiền nào Thức tình ngũ dục hiện tiền có thể khắc phục nó Giữ được tự tánh tâm thanh tịnh Không bị bên ngoài làm dao động Công phu thực sự, bản lĩnh thực sự Chúng ta nghĩ xem Thấu triệt điều này Điều này nghĩa là pháp môn này đạo lý này vấn đề này chỉ có thấu triệt mới có thể an trú như như sống cuộc đời giống như bồ tát trong cõi thật báo ở thế giới cực lạc là đây chính là chú trong trí tuệ chân thực người chú trong trí tuệ chân thực không nhất định giàu có đây là nói lời chân thực với quý vị không nhất định có địa vị hiển hách trong xã hội có thể là một kẻ bình dân miễn cưỡng duy trì ngày ăn ba bữa Tâm địa an tường Vô ưu vô lo Không có vướng bận Nhất tâm niệm Phật Chuyên cầu tịnh độ Đây là trú trong trí tuệ chân thật Giảng sanh Đến thế giới cực lạc Tất cả đều được đại viên mạng Đạt được cứu cánh viên mãn chân thật Đây gọi là trí tuệ chân thật Khiến chúng ta nhớ lại Câu chuyện Hòa Thượng Đàm Hư kể Câu chuyện này có ghi chép trong quyển Ánh Trần Hồi ức Lục câu chuyện kể gì Chùa cực lạc Ở Cáp Nhĩ Tân Hắc Long Giang Có một người xuất gia Ở chùa cực lạc giảng sanh Pháp sư tu vô Xảy ra vào đầu năm dân quốc Vì xuất gia này không biết chữ Không được học hành Trước khi xuất gia Ông làm thợ hồ Rất khổ cũng do cảm nhận nhân sinh quá khổ sau đó xuất gia vì xuất gia mà không biết gì cả sau khi xuất gia ở trong chùa làm công quả làm những công việc nặng nhọc làm những việc mà người khác không muốn làm chỉ niệm rốt ráo một câu a di đà phật. Ngoài ra sư đều không biết gì Từ sáng đến tối chỉ A-di-đà Phật A-di-đà Phật Lúc đó Đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhà Là Thầy Đàm Dân Pháp Duyên của Thầy Đàm Hư rất thù thắng Người Đông Bắc thì xây dựng chùa cực lạc ở Cáp Nhĩ Tân Khi chùa cực lạc xây xong Cung thỉnh hòa thượng đế nhà Đến truyền giới một lần Lần đầu tiên chùa cực lạc truyền giới Nhờ truyền giới Khiến chùa cực lạc này nổi tiếng khắp nơi Đảo tràng hưng thịnh Giới đàn Cần người làm công quả Cho nên sư tu vô đã đến Ở giới đàn Giới đàn hình như khoảng 2-3 tháng Thầy đến làm công quả Phục vụ giới đàn Tri sự tức giám diện Là thầy định Tây Về sau họ đều đến Hồng Kông Hỏi sư tu du sư có thể làm gì? Sư tu du nói mình có thể chăm sóc bệnh nhân, liền giao công việc này cho sư. Trong thời kỳ mở giới đàn, khó tránh khỏi điều này chắc chắn có. Thường có những giới tử bị bệnh nhẹ như gió cảm sốt, cần có người chăm sóc. Sư tu vô nhận trách nhiệm này. Sư tu vô ở được mười mấy ngày Sư đến tìm Hòa Thượng Tìm Pháp Sư Đàm Hư Tìm Thầy Tri Sự xin nghỉ Pháp Sư Đàm Hư có tu dưỡng Là một người có học vấn Giảng kinh dạy học có tu dưỡng không trách cứ gì sư Đến đi tự do Sư có việc muốn đi thì cứ đi Nhưng thầy định Tây Không có được công phu tu dưỡng Như hòa thượng liền mắng sư tu vô một trận Sao thầy không có định lực gì vậy Giới đàn chỉ có hơn hai tháng này mới ở được mười mấy ngày phát tâm đến đây bây giờ lại muốn đi trách mắng sư tu vô kết quả sư tu vô nói bạch hòa thượng không phải con đi nơi khác mà con giảng sanh thế giới cực lạc hai vị hòa thượng nghe xong ngỡ người thầy biết trước giờ chết ư ừ, đúng vậy họ hỏi con khoảng bao lâu không quá mười ngày nhờ chùa chuẩn bị cho sư hai trăm cân củi Chuẩn bị quả thiêu Thầy đến đây nghe như thế Trước giờ chưa từng gặp trường hợp này Không đơn giản Thật khó được Cũng rất quan hệ Đang trong thời kỳ mở giới đàn Có người giảng sanh thế giới cực lạc Biết trước giờ chết Đây là tướng lành Làm chứng cho mọi người Niệm Phật là thật Không phải giả đến ngày thứ hai sư Tô vô lại đến tìm hòa thượng nói với hòa thượng rằng ngày mai con đi hôm nay nhanh chóng chuẩn bị thầy định tây liền giúp sư chuẩn bị một gian phòng sư lại thỉnh cầu tìm vài người đến trợ niệm đưa sư giảng sanh vừa tuyên bố tin tức này liền có mấy người tự động phát tâm đến trợ niệm cho sư khi đi rất an tường không bệnh hoạn một người sống mạnh khỏe như vậy khi đến giờ sư để cho mấy vị đồng tu trợ niệm này mọi người cùng niệm phật a di đà tiễn sư giảng sanh những người trợ niệm nói trước đây chúng tôi chỉ nghe nói chứ chưa từng chứng kiến Biết trước giờ chết Tự tại giảng sanh như thế này Hôm nay chúng tôi mới tận mắt chứng kiến Ít nhất sư cũng lưu lại cho chúng tôi Dài bài thơ Để lại dài bài kệ Để chúng tôi làm kỷ niệm Sư tôi vô nói tôi xuất thân thô hèn Không được học hành Cũng không hiểu kinh giáo Tôi cũng không biết làm thơ Cũng không biết nói kệ Nhưng quý vị đã nói như thế Tôi có một câu nói Nhắn nhủ với mọi người nói mà không thực hành không phải là trí tuệ chân thật để lại câu nói này cho mọi người làm kỷ niệm quý vị tưởng nghĩ về câu nói này rất có đạo lý quý vị học kinh giáo nói rất hay nhưng bản thân không thực hành đây không phải là trí tuệ chân thật lời sư tu vô nói tương ưng với trong kinh này nói Trí tuệ chân thật mới thật sự đem lại lợi ích Mọi người niệm Phật Chưa đến một khác thì sư ra đi Sau khi quả thiêu lưu lại xá lợi Đều thờ tại chùa xá lợi Sau này Hòa Thượng Đàm Hư ở phương Nam, ở Hồng Kông Những năm sau này đều ở tại Hồng Kông cũng giảng sanh tại hồng kông trong lúc giảng kinh tổ chức phật thất phật sự ngài thường nhắc câu chuyện này để khuyến khích mọi người đây là niệm phật thành tựu nước chảy thành sông trong đời ngài tận mắt chứng kiến người niệm phật giảng sanh đều là người thật thà, rất giữ quy củ, tâm địa rất thanh tịnh, có thể chịu khổ, vì người khác không chịu làm họ đều làm. Người thành tựu đều như vậy Người khéo léo nhanh nhẹ Không có ai thành tựu Bởi vậy thật thà nghe lời thực hành Không có ai không thành tựu Đến chùa cực là tham quan Đừng quên đánh lệ Tháp của sư tu vô Bên dưới nói Rốt ráo chân thật Là Pháp thân đức Đây là phối hợp với tam đức Lợi ích chân thật là giải thoát đức Trí tuệ chân thật là bát nhã đức Ba loại chân thật trong kinh này Cũng tức là Niết Bàn Tam Đức Niết Bàn là minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh thì ba đức này đều hiện tiền Tất cả đều chứng được Chân thật rốt ráo là lý thể tự tánh trí tuệ chân thật là bát nhã đức lợi ích chân thật là giải thoát đức được đại tự tại đoạn tận tất cả tập khí phiền nào thoát ly lục đạo thoát ly mười pháp dư sau cùng thoát ly quải thật báo trang nghiêm Trở về với chân thật rốt ráo Chân thật rốt ráo chính là vô vi pháp hưng Chúng ta không phải hàng thượng cưỡng căng Đi theo con đường thế giới Tây Phương như sư tu vô Như ở trước từng nói với chư vị Cũng là hòa thượng đế nhàn nói Người thở rèn niệm Phật Ba năm đứng giảng sanh Đạt được tam đức của Niết Bàn Tức là đạt được diệu giác Phật quả Ba đức này Ba loại chân thật này là tam đức Như chữ y ba chấm Đây là tiếng phạn Tiếng phạn có chữ này Chính là ba chấm Ba chấm của hình tam giác Phát âm là y Ba chấm này Thiếu một điều không được sẽ không thành chữ này Người xưa nói Đứng như chiếc đỉnh ba chân Đỉnh cũng là ba chân Không hợp, không lìa Không ngang, không dập Tức một, tức ba Tức ba, tức một Một tức là ba, ba tức là một Nói rõ Ba loại chân thật là một mà ba ba mà một tam đức mật tạng cũng là một mà ba ba mà một không thể tách rời trong kinh này trước tiên là đối với diệu hạnh đầu tiên nói trú chân thật huệ câu này rất quan trọng như câu giả rồng điểm mắt vậy điều này đang nói với chúng ta vấn đề gì phải tin tấn tu hành phải khai phát trí tuệ muốn khai phát trí tuệ nhất định phải đoạn tận tập khí phiền não không đoạn tận tập khí phiền não tức là không có trí tuệ chân thật dù khổ tu như thế nào cũng không thật sự thực hành chỉ có trí tuệ chân thật mới chịu được sóng to gió lớn như như bất động Không có trí tuệ chân thật Chỉ một gợn sóng hay làn gió nhẹ Cũng đủ khiến tâm ta tán loạn Tập khí phiền não đều hiển tiền Điều này chứng minh trí tuệ rất quan trọng Cũng là nói rõ Bồ Tát Pháp Tạng Kiến lập thế giới Tây Phương cực lạc 48 nguyện là kế hoạch của Ngài Là lý tưởng của Ngài Hoàn toàn kiến lập theo lý tưởng này Kiến lập thành công Giọng mảnh tinh tấn là đương nhiên Trong giọng mảnh tinh tấn là trú chân thật quyền Ngài đã thành công Nếu không trú trong trí tuệ chân thật Tu hành năm chí cũng không thành công Không có trí tuệ chân thật Dù tu như thế nào Tu giỏi đến đâu Cũng không ra khỏi mười pháp giới Ta có năng lực ra khỏi Luân hồi lục đạo Không vượt thoát mười pháp giới Ra khỏi mười pháp giới Còn có trí tuệ chân thật Vừa thoát luân hồi lục đạo cũng cần phải có trí tuệ chân thật Ít phần trí tuệ chân thật Không phải quá nhiều Nhưng phải có một ít Không có ít phần không thoát khỏi luân hồi lục đạo Vì sao vậy? Vì có tham luyện đối với luân hồi lục đạo Tham luyến này Cụ thể chính là Thất tình ngũ dục Thất tình là Hỷ nộ ai là ái ác dục Ngũ dục là Tài sát danh thực thủy Ta còn tham luyến những thứ này Đạt được thì quan hỷ Mất đi thì sợ hãi vì những thứ này mà tâm không an định suy tính thiệt hơn đạt được lại sợ mất đi chưa đạt được thì nghĩ mọi cách để có được nó được rồi lại sợ mất đi suy tính thiệt hơn khổ não vô cùng bên dưới nói Chú chân thật tuệ tức nhập nhất pháp cũ. Nhất pháp cũ là trí tuệ chân thật vô di pháp thân. Câu này trong giảng sanh luận nói Niệm lão chú giải bộ kinh này trích dẫn câu này nhiều nhất mấy mươi lần vì chúng ta không cần cố tình nhớ nó tự nhiên sẽ thuộc lào trích dẫn mấy mươi lần nghĩa là câu này rất quan trọng sẽ không diễn thuyết nhiều lần nếu như câu này không quan trọng nhiều lần diễn thuyết đó chính là pháp môn vô cùng quan trọng Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh được lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật